xây dựng bản lĩnh chính trị. Bám nắm thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành những phiên gác đặc biệt. Có lẽ với mỗi chúng ta, hình ảnh chiến sĩ mang quân hàm xanh quen thuộc là hình ảnh đi tuần trên những cung đường núi sát biên giới. Thế nhưng, nhiệm vụ của các anh không chỉ có vậy. Nước ta với đường bờ biển dài 3.260 km, không kể các đảo. Ngoài vùng nội thủy, nước ta còn tuyên bố 12 hải lý lãnh hải, thêm 12 hải lý vùng tiếp giáp lãnh hải, 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Thế nên, nhiệm vụ của những người chiến sĩ biên phòng còn là bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đà Nẵng là thành phố lớn thứ tư của Việt Nam. So với nhiều tỉnh thành phố của cả nước, thì Đà Nẵng được thiên nhiên ban tặng nhiều đặc ân hơn cả. Có đủ núi, sông, biển, rừng. Bên cạnh đó, Đà Nẵng có vị trí chiến lược là thành phố động lực của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Tây Nguyên, thuận tiện đường cảng biển, sân bay và ga tàu. Lợi thế đó tạo cho Đà Nẵng có điều kiện mở rộng giao thương, giao lưu kinh tế văn hóa thể thao và du lịch hấp dẫn cả trong và ngoài nước. Việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương cũng đặt ra nhiều thách thức. Những buổi học, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật như thế này đã trở nên quen thuộc với cán bộ, chiến sĩ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng. Thực hiện nhiệm vụ trên biển, trên đất liền, phạm vi hoạt động rộng, đa dạng, thành phần phức tạp, có cả yếu tố nước ngoài. Thế nên, việc nắm vững kiến thức về pháp luật, về những điều được quy định để thực thi tốt nhiệm vụ là điều cần thiết. Trong lớp học này cũng có 6 cái tập bài, có nhiều cái trên nhiều lĩnh vực, kể cả là về cái lĩnh vực liên quan đến vận chuyển tiền tệ qua biên giới, rồi là lĩnh vực về xăng dầu, lĩnh vực về lâm sản, lĩnh vực về ma túy, lĩnh vực về thuốc nổ và một số cái lĩnh vực khác. Như ở đây thì trong cái nội dung của cái lớp học này thì cũng nhấn mạnh rõ về cái quy trình trong điều tra cái vụ án thuộc thẩm quyền của Bộ Đội Phòng. Đất nước đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, các tuyến biên giới bờ biển nước ta trở nên sầm uất nhộn nhịp. Những cửa khẩu, hải cảng trở thành cửa ngõ giao thương với các nước trong khu vực và thế giới. Đây chính là điều kiện khiến các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy tích cực lợi dụng để gia tăng hoạt động, làm cho tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực này ngày càng diễn biến phức tạp. Đối với địa bàn khu vực biên giới biển thành phố Đà Nẵng thì với đặc thù là Đà Nẵng là cái trung tâm cái kinh tế của mình, trung tâm. Đặc thù ở Đà Nẵng đó là cái tiện cho cái việc về đường cảng biển, đường sân bay, rồi ga tàu. Đây nên là hoạt động của các đối tượng cũng chỉ sử nó lợi dụng trên các cái dự án này, nên là trong quá trình thực hiện đấu tranh phòng chống tội phạm thì lực lượng phòng chống tội phạm của thành phố Đà Nẵng cũng gặp rất nhiều cái khó khăn, bởi vì nó tiện cho cái việc lưu thông cái lượng khách du lịch đến Đà Nẵng, kể cả người nước ngoài rồi người trong nước. Chúng tôi có mặt ở đồn biên phòng Phú Lộc khi nhận được tin các anh vừa thực hiện thành công một chuyên án ma túy sau thời gian dài theo dõi và lên kế hoạch hành động. Nắm tình hình, thông tin, xác minh tính chính xác, phán đoán sự việc, đặt ra nhiều tình huống có thể xảy ra. Không có thành công nào có thể dễ dàng đạt được. Mỗi vụ án cần nhiều hơn sự kiên trì, lòng nhẫn nại của mỗi trinh sát viên. Qua đối tượng khai thì coi như là
một cục heroin tương đương với 5 chỉ heroin đối tượng mua tại Giao Thủy Nam Định với giá tiền là 15 triệu đồng. Khi đối tượng đang có hành vi vận chuyển từ ngoài Bắc vào, khi đến gần cổng cửa nhà đối tượng thì chúng tôi tiến hành bắt giữ để về đưa về đang điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Trong cái quá trình thực hiện kế hoạch thì phải nói rằng là nhiều khó khăn vất vả, nhiều đối tượng, nhiều địa bàn khác nhau. Do vậy thì quá trình tổ chức thực hiện thì nó cũng không đạt được yêu cầu. 6 lần rồi mà chưa bắt được. Lần này lần thứ 7 thì coi như là cứ một lần như thế là 15 ngày. Đối tượng rất lanh ma nhưng mà quy luật đi thì không rõ, không theo một quy định nào cả. Do vậy thì cũng nhờ các cái biện pháp nghiệp vụ của cấp trên thì do vậy đơn vị đã tiến hành thực hiện đấu tranh thành công cái kế hoạch nghiệp vụ trong cái đợt cao điểm này. Ma túy có sức hút lớn với các loại tội phạm bởi lợi nhuận từ nó là vô cùng khủng khiếp. Tội phạm ma túy sinh sôi nhanh, hoạt động phức tạp, nguy hiểm. Phòng chống ma túy và tội phạm ma túy chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng bởi các chiến sĩ còn phải đối đầu với sự nguy hiểm và manh động. Có thể có hy sinh khi tội phạm ma túy bất chấp tất cả tính mạng để bảo vệ hàng trong quá trình vận chuyển và tiêu thụ. Sâu sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp, rèn luyện kỹ năng thuần thục, đoàn kết, ăn ý trong phối hợp thực hiện cùng tinh thần quyết tâm cao tạo nên thành công trong mỗi vụ án. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì không để đối tượng lợi dụng, lôi kéo, mua chuộc bằng bất kỳ một hình thức nào. Do vậy phải đã xác định là chính xác là phải có cái đầu lạnh và có trái tim sạch. Bàn tay sạch, máy ti coi như là mới hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tùy theo cái tính chất, ví dụ như mỗi một lần thì không chuyên án nào hoạt động đối tượng nó gần như giống nhau mà nó thay đổi nhau, nhưng quá trình trong quá trình thực hiện thì lại phát hiện ra của nó là trong quá trình lại thấy nó có những cái chất phấn khởi đấy, nhưng anh em thấy rằng là nó mình phán đoán nó gần trúng như thế, mình phán đoán như thế nhưng mà nó đúng theo cái định hướng mà mình phán đoán là nó thấy nó mừng. Có những chuyên án là được xác lập phải tính hàng tháng dài, có những chuyên án phải 4-5 tháng thì mới đấu tranh mới có hiệu quả. Nhưng mà trong cái quá trình thực hiện các cái chuyên án thì bởi vì là có bắt được nhiều các cái vụ án để trong quá trình bắt vụ án để xác định rằng, để chứng minh rằng là mình đã đánh dần dần đến cái đối tượng chính của nó thì là thấy nó phấn khởi. Mỗi một chuyên án thành công là tổng hòa của nhiều yếu tố, trong đó vai trò chính là con người, trình độ, bản lĩnh, sự kiên trì, tâm huyết, say mê nghề nghiệp. Làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, đơn vị duy trì được lực lượng mật, công tác trinh sát dự đoán tình hình càng sát thực tế thì nhiệm vụ càng có cơ hội thành công cao. Mỗi người được biên chế theo các mảng công tác đặc thù, cụ thể và không nhiệm vụ nào kém phần vất vả, khó khăn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì cái quan trọng là cái công tác mình phải nắm được. Phải nắm được cái diễn biến của tình hình, của cái thông tin, rồi cái phán đoán thông tin, rồi phải điều tra xác minh thông tin. Thứ ba là phải tăng cường cái công tác là cái kiểm tra, thì mình phải tăng cường các kiểm tra để giám sát cũng như là cái động viên cán bộ chiến sĩ để làm sao có hiệu quả nó cao. Để đảm bảo được cho cán bộ chiến sĩ an toàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn về người cũng như phương tiện, thì Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã quán triệt nghiêm túc các cái nguyên tắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, và đã chỉ đạo đối với người chỉ huy thì phải nghiên cứu kỹ, nắm bắt kỹ các cái thủ đoạn, phương thức hoạt động của loại đối tượng để từ đó đề ra các kế hoạch, các cái tình huống xấu có thể xảy ra, trên cơ sở đó để quán triệt anh em tổ chức thực hiện một cách sáng tạo, đặc biệt là lực lượng thực hiện trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thì phải thực hiện đúng quan điểm, đúng ý đồ của người chỉ huy, vận dụng một cách sáng tạo trong tất cả các tình huống để đảm bảo một cách an toàn nhất về người, về phương tiện và phải thực hiện hiệu quả nhất trong thực hiện nhiệm vụ. Trọng tâm là công tác giáo dục chính trị, giáo dục bản lĩnh cho cán bộ, đặc biệt là đối với cán bộ thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực phòng chống tội phạm ma túy, thì trong lĩnh vực kiểm tra kiểm soát xuất nhập cảnh. Đối với cán bộ làm nhiệm vụ trên biển và đặc biệt là sĩ quan trẻ, thông qua các cái biện pháp giáo dục
thì chúng tôi có thể khẳng định rằng đội ngũ cán bộ ở trên tất cả lĩnh vực của Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng thời gian qua, các đồng chí luôn phát huy tốt cái tinh thần trách nhiệm của mình, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Cùng với công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng đất liền, biển đảo, thì nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn được Bộ đội Biên phòng xác định là nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ tác chiến trong thời bình, cần phải thực hiện có hiệu quả. Bám dân, bám biển, nắm bắt đặc điểm, diễn biến của thời tiết để đưa ra các phương án ứng cứu kịp thời, giúp hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và phương tiện cho người dân. Về cái mùa biển động là cái mùa thường hay xảy ra là các cái tai nạn ở trên biển đó, như chết máy rồi phá nước rồi có những cái tàu là chìm, kể cả những cái phương tiện vận chuyển hàng hóa nội địa đi từ Bắc vào Nam hoặc đi từ Nam ra Bắc thì cũng có lúc là người ta bị chết máy trôi giạt, và nếu không có cái lực lượng phương tiện cứu hộ kịp thời thì người sẽ ảnh hưởng đến cái phương tiện và thậm chí là đó là tính mạng của con người ở trên cái phương tiện đó. Có thể nói là công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như thực hiện nhiệm vụ đảm bảo vệ an ninh chủ quyền an ninh biên giới biển đảo của Bộ đội Biên phòng thì không thể là chỉ có lực lượng Bộ đội Biên phòng, mà cái này là nhiệm vụ chung của toàn các cái hệ thống chính trị, trong đó Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt để thực hiện được tốt nhiệm vụ này. Thì công tác phối hợp của Bộ đội Biên phòng với các lực lượng là một cái việc làm hết sức quan trọng. Trong nhiều năm qua, Đảng ủy Bộ Chỉ huy đã có cái quan hệ tốt với các lực lượng, và trong cái tất cả những thành công của Bộ đội Biên phòng là có sự đóng góp rất nhịp nhàng của các lực lượng công an, hải quan, của quân đội, của các lực lượng nội chính trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình. Và chúng tôi thấy rằng là cái việc phối hợp này là việc làm hết sức cần thiết và quan trọng. Đó nó sẽ tạo nên một sức mạnh tổng hợp to lớn để cho Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình. Nằm trong khuôn viên của nhà văn hóa cộng đồng, một công trình có sự đóng góp xây dựng của Bộ đội Biên phòng, phòng khám quân dân y đã trở thành địa chỉ quen thuộc của người dân, người lao động tại khu vực này, mà đa phần đều là những người có hoàn cảnh khó khăn. Tới đây là tất cả các bác sĩ đây cứ tiếp đón rất coi như nồng nhiệt. Nói chung giữa quân và dân thấy là vừa rất hòa đồng, tình cảm. Tuy mới đến đây chỉ có như mấy ngày mà thấy bác sĩ đây rất nhiệt tình và tận tâm với nghề nghiệp, với nhân dân. Bác sĩ đây tạo lắm, lo dân lắm, dân ngò hay lắm, mười khen, tận tình cho dân lắm, tạo lắm. Tôi đến đây từ năm 2009, đến nay là cũng được gần chục năm rồi. Thì qua những cái được nhiệm vụ được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố phân công về đây thì tôi cảm thấy thứ nhất là cái thời gian ở với bà con, thì qua những cái buổi tiếp xúc hoặc là khám chữa bệnh bà con thì thấy cái mối thân thiện giữa bà con với quân đội, với bộ đội nói chung nó gần gũi, thân thiện, và mình cũng mong muốn được một phần nào đó giúp đỡ cho bà con được bớt gánh nặng về dân đây, họ thực sự rất khó khăn. Nhận nhiệm vụ tại phòng khám quân dân y, thế nhưng công việc của đại úy quân nhân chuyên nghiệp Ninh Công Khánh đã vượt ra khỏi phạm vi đó, chỉ với suy nghĩ thật đơn giản, cố gắng làm những điều tốt nhất cho bệnh nhân. Tháng 9 năm 2009 tôi về đây thì vô tình mình đi đến đơn vị thôi, thì tôi gặp hai ông bà đang tập cho con bị liệt tứ thây tứ chi. Thì tôi cũng đùa thôi, tôi bảo thôi thì ra các cụ chở em ra thì tôi hàng ngày tôi có chăm sóc, chăm cứu cho em và tập cho em cho. Thế thì lúc đầu thì thực ra mình mới về thì họ cũng chưa biết mình là ai cả, cũng khó. Nhưng mà sau nghe tôi vận động mấy lần thì họ cũng ra, thì cứ buổi chiều thì ông thì cho một cái xe bò kéo ra, bà ngồi sau giữ. Thì đến nay cô bé liệt tứ chi đau khoa trở về, và đến nay thì cô bé cũng tự đi lại được, và cũng nói chung là các cái về sinh hoạt cá nhân ấy cũng tự làm cho mình được. Khám chữa bệnh được người nào mà khỏi bệnh là mừng nhất, chưa nói đến là mình là quân nhân đã được vinh dự trong đứng trong hàng ngũ quân đội đấy, mà giúp đỡ được nhân dân thì tạo thêm một cái mối gắn bó giữa quân với dân, đoàn kết, nó mình cảm thấy hạnh phúc lắm. Trên mỗi mặt nhiệm vụ,
người lính đang thực hiện phiên gác của mình với quân đội, với nhân dân. Hoàn thành phiên gác là làm tốt chính những việc làm thường xuyên hàng ngày. Với mỗi bác sĩ quân y, trước khi đến với nghề y, họ còn được rèn luyện để trở thành một sĩ quan quân đội. Bản lĩnh, ý chí kiên định, sự mạnh dạn dấn thân để tìm kiếm thành công luôn là niềm thôi thúc mãnh liệt. Với thiếu tá, tiến sĩ, bác sĩ Hồ Hữu Thọ, con đường đi tới thành công của anh và nhóm nghiên cứu ngày hôm nay cũng không dễ dàng. Năm 2007 khi mà cái đề tài xét nghiệm máu mẹ phát hiện sớm dị tật của thai nhi từ tuần thứ 7 thành công, thì đấy là một trong những cái thành công đầu tiên ở trong cả nước về cái lĩnh vực này. Tuy nhiên cái thành công đó thì nó sẽ mở ra những cái câu hỏi còn lớn hơn nữa. Thì cái lĩnh vực xét nghiệm máu để phát hiện sớm ung thư thì gần như là chưa có gì thời điểm đó. Và tôi cũng đã bằng những cái kinh nghiệm trong cái đề tài trước đó thì tôi cũng đã tìm hiểu các cái tài liệu để mà phát triển thêm cái lĩnh vực này. Và cũng phải đến khi mà làm cái luận án tiến sĩ ở Phần Lan thì mới có điều kiện để tiếp xúc với đầy đủ các cái nguồn tài liệu, và cũng là trong thời gian đó thì mới có cái ý tưởng để phát triển cái công nghệ có cái độ chính xác, độ nhạy cao hơn để đảm bảo được cái việc là phát hiện sớm trong lĩnh vực ung thư. Tại phòng công nghệ gen và di truyền tế bào, Trung tâm Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Học viện Quân y, thiếu tá, tiến sĩ, bác sĩ Hồ Hữu Thọ đang tư vấn cho ông Đỗ Văn Nhân, một bệnh nhân bị ung thư vòm họng. Nhanh chóng, thuận tiện, đơn giản, chỉ cần lấy mẫu xét nghiệm, không gây đau đớn, kết quả chính xác đến 97%. Đây là kỹ thuật mới đầu tiên mà Việt Nam đạt được, đánh giá trên bộ mẫu chuẩn quốc tế, giúp phát hiện sớm ung thư thể vòm mũi họng. Bắt đầu theo tham liên lấy máu, thì lấy máu thì bắt đầu trong vòng sáng 8 giờ lấy máu, thì lúc 3 giờ chiều cái kết quả, thì lấy nhận kết quả thì bác sĩ Thọ của đang chứng kiến cái bệnh ung thư. Qua các nghiên cứu cho thấy ung thư vòm họng tập trung cao ở nam lứa tuổi trung niên. Thông thường để chẩn đoán ung thư vòm mũi họng, bệnh nhân được nội soi vòm họng với độ nét cao, xem niêm mạc có bất thường hay không. Khi phát hiện có khối u bất thường, bệnh nhân sẽ được sinh thiết tế bào để xác định khối u là lành tính hay ác tính. Nhưng ung thư vòm mũi họng giai đoạn sớm thường không phát triển ra ngoài. Khối u lại nằm xen lẫn mô lành tính, gây khó khăn cho việc chẩn đoán phát hiện sớm. Thì mọi người có ý thức cảnh giác, khoa học vừa là cho nhân loại mà lại vừa cho chính bản thân mình, chính để người ta chẩn đoán là mình bị ung thư vòm họng. Đối với cả vùng tai mũi họng thì nó là ung thư phổ biến nhất, và nó cũng thường là hay bị phát hiện muộn, cho nên là tỷ lệ bệnh nhân mà đến cái giai đoạn muộn thì nó rất là cao. Theo thống kê của những cái chuyên gia về tai mũi họng cũng như là về ung thư về vùng đầu cổ của chúng tôi ở bệnh viện ca cũng như bệnh viện tai mũi họng, thì cách đây chỉ tầm độ khoảng trên chục năm thì bệnh nhân đến với giai đoạn 3, giai đoạn 4 thì phải chiếm đến trên 80%. Việc mà nội soi vào mũi họng hoặc là khám xét lâm sàng dựa vào các cái triệu chứng như là đau đầu, ngạt mũi thì cũng đã được áp dụng để mà phát hiện được ở cái giai đoạn sớm, ngày càng sớm hơn. Đặc biệt là hiện nay thì các cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh cũng đã phát triển để mà đáp ứng được cái yêu cầu đó. Tuy nhiên thì cái việc mà sử dụng cái mẫu máu để mà xét nghiệm thì là cái điều đang rất là khó khăn. Và cái thời điểm mà nhóm nghiên cứu bắt tay vào thì cái việc xét nghiệm máu để phát hiện sớm ung thư vòm mũi họng là gần như là không thể. Thì với cái việc mà ứng dụng một cái công nghệ có cái độ nhạy cao vào cái đối tượng để mà có nguy cơ ung thư vòm mũi họng ấy, thì nhóm đã phát hiện được với cái độ nhạy lên tới 97%, thì đây là một cái kết quả cũng rất là đáng khích lệ. Trước đây thì người ta cũng chỉ mới đề cập đến vấn đề cái sự tồn tại của nó thôi, nhưng gần đây thì người ta đi sâu nghiên cứu
là cái sự liên quan, mối liên quan giữa cái sự xuất hiện của cái con vi khuẩn đó, virus đó tồn tại ở trong cơ thể cái người bình thường, rồi là tồn tại ở trong cơ thể bệnh nhân, thế và nó có liên quan gì đến các cái tỷ lệ mắc, rồi là giai đoạn bệnh. Thế rồi sâu hơn nữa, bây giờ tiến sĩ Thọ là cùng với nhóm, chúng tôi cũng ở trong cái nhóm nghiên cứu đó và cũng nghiên cứu thêm sâu hơn nữa về cái điều trị. Qua xét nghiệm, có thể phát hiện dấu hiệu ung thư ở ngưỡng 25 phân tử trên 1ml máu so với con số 300 phân tử trên 1ml máu ở các phương pháp khác tại Việt Nam hiện nay. Nhờ đó, ung thư vòm mũi họng có thể được phát hiện ở giai đoạn rất sớm, ngay từ khi dấu ấn di truyền của bệnh đang có nồng độ thấp trong máu. Độ nhạy bước đầu mà nhóm nghiên cứu đạt được là 97%, tức với 100 người bị ung thư thì 97 người sẽ được chẩn đoán sớm và chính xác bệnh. Ung thư vòm mũi họng nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm thì khả năng điều trị khỏi bệnh là 90%, còn nếu phát hiện ở giai đoạn muộn hơn thì tỷ lệ này chỉ còn hơn 30%. Kết quả công trình thiết lập quy trình định lượng DNA-EBV trong máu ngoại vi với độ nhạy cao góp phần sàng lọc phát hiện sớm ung thư vòm mũi họng mà nhóm nghiên cứu của Thiếu tá Hồ Hữu Thọ đạt được, tương đương với kết quả những công trình được công bố trên thế giới và được công nhận giá trị tầm quốc tế. Đầu năm 2018 thì Học viện Quân y cũng đã được cấp bằng độc quyền sáng chế Hoa Kỳ về cái công nghệ nhân gen để phát hiện gen đột biến bệnh lý trong các cái bệnh lý ung thư, để phục vụ cho cái việc phát hiện sớm, không chỉ phát hiện sớm mà còn giúp định hướng được điều trị cho bệnh nhân ung thư. Và cái xét nghiệm ở đây thì sẽ phát triển theo cả là trong cái mẫu mô bệnh phẩm và phát triển trong cả cái lĩnh vực là xét nghiệm mẫu máu. Bên chỗ tiến sĩ Thọ là một cái trung tâm có những cái phương tiện hiện đại và cũng có những cái về mặt lý luận cũng như là về các cái quá trình nghiên cứu nó phù hợp. Thế thì chúng cũng phối hợp với bên này, chúng tôi là có một cái số lượng bệnh nhân rất là lớn. Thế thì chúng tôi cũng đã làm đến nay cũng đã từ phải gần 3 năm rồi. Thì qua thời gian sắp tới chắc các cái thống kê nó cũng sẽ chứng minh được bằng số liệu, và cái này chắc chắn là chúng ta cũng sẽ đóng góp cho thế giới chứ không phải là chỉ riêng Việt Nam về cái chuyện này, bởi vì là cái số bệnh nhân ung thư nói chung cũng như ung thư vòm mũi họng nói riêng ở Việt Nam là rất là lớn. Nhóm cũng hiện nay cũng đang đi theo một cái hướng nữa để phát triển tăng được cái khả năng ứng dụng của những kỹ thuật này, bởi vì hiện nay với cái giá thành 500 đến 1 triệu đồng một cái xét nghiệm như vậy thì nó cũng đang còn tương đối là cao so với cái thu nhập của người dân, nhiều người dân Việt Nam. Và cái hướng thứ hai mà chúng tôi đang đẩy mạnh nghiên cứu đó là phát triển cái công nghệ mới để mà giảm giá thành. Và hai cái này nó có vẻ như là rất là ngược nhau, công nghệ mới nhưng mà lại rẻ, nhưng đó là thực tế. Bệnh nhân Hoàng Vinh Hạnh, quê Nghệ An, phát hiện bị ung thư vòm họng từ tháng 8 năm 2018. Trước đó khi bị nôn ra máu, anh có mua thuốc uống nhưng tình trạng không thuyên giảm. Qua nội soi vòm họng ở bệnh viện tuyến huyện, phát hiện có khối u lạ. Biết đến phương pháp xét nghiệm máu ở Học viện Quân y, anh đến làm xét nghiệm và đã biết được chính xác bị ung thư vòm họng giai đoạn 2 với chi phí chỉ khoảng gần 1 triệu đồng. Một số tiền rất rẻ so với các phương pháp xét nghiệm chẩn đoán khác hiện nay. Hiệu quả mà phương pháp xét nghiệm máu phát hiện sớm ung thư vòm mũi họng mang lại cũng mở ra cho Thiếu tá Hồ Hữu Thọ và nhóm nghiên cứu những suy nghĩ về hướng đi mới. Bản thân tôi cũng tự mình rút ra cho mình những cái bài học. Cái bài học đầu tiên có thể nói rằng là để mà theo đuổi cái nghiên cứu khoa học thì cần phải có sự bền bỉ và cái tâm huyết. Mình phải thích và mình phải duy trì được cái thích để trong cái thời gian dài. Thì đến một cái thời điểm nào đó mình mới có được những cái ý tưởng đột phá và dám làm những cái việc đột phá. Và sẵn sàng chọn những cái việc khó, sẵn sàng chọn những cái việc mà mọi người chưa nghĩ đến, chưa
chưa làm đến. Cái điều mà tôi mong đợi nhất đó là sẽ với cái khả năng của mình sẽ phát triển được những cái kỹ thuật mới cho cái việc chẩn đoán, định hướng điều trị cho bệnh nhân. Và trong cái hiện tại, cái bối cảnh hiện tại thì tôi đang tập trung vào hai lĩnh vực là bệnh do virus và bệnh do ung thư. Nhận thức về nhiệm vụ, về khó khăn vất vả, thậm chí hy sinh như là công việc bình thường như bao công việc khác. Những người lính trên mỗi mặt trận đã và đang không ngừng nỗ lực để hoàn thành trọn vẹn phiên gác của mình. Đó là luôn bám nắm nhiệm vụ, phụng sự Tổ quốc.